Xin kính chào quý bà con, quý cô bác, quý chị, các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay là thứ hai, ngày 3 tháng 10 năm 2022 thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật cơ sơ qua đánh giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận cho quý bà con, quý cô bác, quý chị, các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình giá thanh long thì hàng ngày, hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý cô bác, quý anh chị nào có xem kênh có quan tâm đến giá thanh long hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Thưa quý bà con, thì tình hình giá thanh long hôm nay thì giá ổn định so với ngày hôm qua nha quý bà con. Trong 1-2 ngày trở lại đây thì tình hình giá thanh long đang có chiều hướng đang tăng nhẹ. Hy vọng là trong 1-2 ngày tới thì giá có thể ổn định và có thể tăng mạnh trở lại để cho quý bà con mình có thể yên tâm. Tình hình giá thanh long hôm nay ở khu vực miền Tây thì thanh long ruột đỏ loại 1 đang có giá đồng từ 15.000 đến 17.000 đồng ký. Loại 2 thì đang có giá đồng từ 10.000 đến 12.000 đồng ký. Loại 3 thì đang có giá đồng từ 6.000 đến 8.000 đồng ký. Còn hàng giạt thì đang nằm mức giá đồng từ 2.000 đến 3.000 đồng ký, cũng tùy theo từng khu vực, tùy theo từng nhà vựa, tùy theo từng thương lái mà giá có thể chênh lệch lên xuống từ 1 đến 2.000 đồng ký. Đây là tình hình giá thanh long ruột đỏ ở khu vực miền Tây, giá này là giá tại vựa nha quý bà con. Còn tình hình giá thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây thì cũng không có biến động gì nhiều so với ngày hôm qua. Cụ thể là thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây thì thương lái đang mua số với mức giá rộng từ 8.000 đến 10.000 đồng ký, tùy theo từng khu vực và tùy theo từng nơi. Còn tình hình giá thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực Bình Thuận thì giá thanh long ruột trắng bò đẹp tăng cốt giá lần lượt là 9, 10, 11, bò sàng thì 7.000, 8.000, 9.000. Còn hàng VIP hiện nay thì đang có giá đồng từ 12.000, còn hàng giạc thì nằm ở giá đồng từ 2.000 đến 3.000 đồng ký, cũng tùy theo từng nơi. Còn tình hình giá thanh long ruột đỏ hôm nay ở khu vực Bình Thuận thì cũng không có biến động và cũng không có chênh lệch gì nhiều so với khu vực miền Tây. Cụ thể là thanh long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận thì loại 1 đang có mức giá. Thanh long ruột đỏ hôm nay ở khu vực Bình Thuận thì loại 1 đang có mức giá đồng từ 14.000 đến 16.000 đồng ký. Loại 2 thì đang có mức giá đồng từ 10.000 đến 12.000 đồng ký. Loại 3 thì đang nằm mức giá đồng từ 5.000 đến 6.000 đồng ký. Còn hàng giạt hiện nay thì đang nằm mức giá đồng từ 2.000, tùy theo từng khu vực và tùy theo từng nơi, tùy theo từng cửa. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc cho toàn thể quý con nông dân, quý chị, các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý bà con, quý cô bác, quý chị, các bạn.